Càng thể nghiệm giây phút hiện tại sâu sắc, chúng ta càng tiếp xúc với sự sống sâu sắc. Sự sống đang diễn ra ở đâu và khi nào? Sự sống chỉ đang và luôn luôn diễn ra ngay tại đây và ngay bây giờ. Trong một ngày có biết bao suy nghĩ, hành động, lời nói của chính bạn diễn ra, nhưng không gian và thời gian mà ý nghĩ, lời nói và hành động của bạn diễn ra luôn luôn là ở đây và bây giờ. Vậy để thực sự sống, để thực sự tiếp xúc được với sự sống, không có một nơi nào khác ngoài giây phút bây giờ ngay tại đây. Nếu đã là vậy thì chúng ta đâu cần phải trốn tránh giây phút này. Thay vào đó, ta mở lòng ra, đón nhận và thể nghiệm từng giây phút trôi qua một cách sâu sắc. Càng thể nghiệm giây phút hiện tại sâu sắc, chúng ta càng tiếp xúc với sự sống sâu sắc. Càng tiếp xúc với sự sống sâu sắc thì thương yêu và hiểu biết trong ta cũng sẽ sâu hơn, chan chứa hơn. Nhưng để trở về và tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại, giây phút bây giờ và ở đây thực không dễ, vì tâm ta có thói quen rong ruổi. Tâm ta thường hay rong ruổi về quá khứ hoặc tương lai mà bỏ mất đi cơ hội sống giây phút hiện tại. Rong ruổi về quá khứ thì đời sống của ta sẽ chết dần, vì chỉ người chết mới cất giữ quá khứ. Chỉ người đã chết đi rồi không có hiện tại và tương lai. Còn nếu rong ruổi về tương lai thì ta đang phụ lòng những gì tốt đẹp nhất cho giây phút hiện tại đem đến cho ta. Đôi khi ta đang trà đạp lên rất nhiều những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có chỉ vì tâm ta rong ruổi về tương lai, về cái sẽ không bao giờ xảy ra. Cái không bao giờ xảy ra chính thực là cái hư ảo. Còn nếu tương lai có xảy ra thì nó chỉ có thể xảy ra trong giây phút hiện tại mà thôi. Nếu nó xảy ra trong giây phút hiện tại thì rõ ràng nó đã không phải là tương lai. Vậy tại sao ta không tập trung tất cả mọi nguồn lực sống của ta vào giây phút này, giây phút bây giờ, để cuộc sống của ta thực sự thăng hoa, thật sự vững chãi? Chỉ trong giây phút hiện tại, ta mới thật sự có tình yêu thương, trí tuệ đích thực. Hãy trở về và an trú vào trong giây phút này, giây phút bây giờ và ở đây, để cho cội nguồn của bình an, hạnh phúc, trí tuệ được khơi dòng.